Xin chào các mẹ. Đây là bộ nồi nấu cháo đa năng Bear dung tích 1,2 lít. Bộ sản phẩm bao gồm đây là nắp. Đây là lõi sứ dung tích 1,2 lít. Đây là phần vỏ nồi để mình có thể đổ nước vào và nấu cách thủy. Phần vỏ nồi chứa màn hình cảm ứng điều khiển chọn các chế độ nấu cháo hoặc hầm, hấp, giữ nhiệt. Đây là khay hấp để các mẹ có thể sử dụng hấp rau, củ quả, trứng, bánh bao rất là tiện lợi. Nồi nấu và hấp tách biệt, không cùng lúc các mẹ nhé. Và ngay sau đây thì mình sẽ nấu món cháo thịt bò để cho mọi người cùng xem thành quả khi nấu bằng nồi nấu đa năng Bear ở dung tích 1,2 lít nó sẽ như thế nào nhé. Các mẹ hãy cùng theo dõi video này giúp mình ạ. Sau đây mình sẽ thực hiện nấu món cháo thịt bò đậu Hà Lan cho bé. Mình dự định nấu một bát cháo vừa cho bé, cho nên phần nguyên liệu mình chuẩn bị chỉ vừa đủ để nấu một bát cháo vừa vặn đấy thôi. Còn nồi nấu cháo Bear dung tích 1,2 lít này thì mỗi lần nấu các mẹ có thể nấu được khoảng tầm 8 bát cháo cho bé ăn trong cả ngày, hoặc các mẹ có thể sử dụng để nấu cháo cho cả nhà, hoặc là ninh xương, hầm thịt, kho cá, nấu chè, đủ cho số người 2 đến 3 người ăn, rất là vừa vặn. Trước khi bắt đầu vào nấu thì mình xin giới thiệu qua một chút về phần nguyên liệu và cách nấu của nồi Bear này như thế nào. Phần nguyên liệu để nấu cháo thịt bò đậu Hà Lan, mình sẽ cần phần gạo mình đã vo, thịt bò mình đã băm và ướp một chút gia vị và gừng và tỏi, và đậu Hà Lan mình đã rửa sạch. Để nấu thì mình sẽ nhấc cái phần lõi sứ này ra và cho các nguyên liệu vào trong phần lõi sứ. Mình sẽ cho gạo. Các mẹ có thể cho các nguyên liệu vào cùng một lúc, hoặc các mẹ có thể nấu cháo trắng. Nếu như các mẹ nấu ăn cho bé trong nhiều bữa thì các mẹ sẽ nấu cháo trắng riêng và sau đó nấu các cái phần nguyên liệu thịt hoặc cá hoặc tôm nấu riêng vào từng bữa. Khi mà có cháo trắng đã được nấu sẵn từ nồi bê thì các mẹ sẽ lấy cái phần cháo trắng vừa đủ để các mẹ có thể nấu. Sau đó các mẹ sẽ cho nước vào, lượng nước vừa phải để cháo không bị loãng hoặc đặc quá. Sau đó mình sẽ đậy nắp sứ lại. Còn phần nồi thì các mẹ để ý bên trong này có một cái vạch như thế này, thì các mẹ sẽ cho nước vào đến vạch này để nấu cách thủy. Sau đó các mẹ sẽ đặt nồi sứ này vào bên trong. Các mẹ lưu ý là chỉ cho mực nước đến cái vạch tối đa ở bên trong nồi, không cho nhiều quá. Khi đầy nồi mình sẽ đặt nồi sứ vào bên trong thì nó sẽ làm sôi rất là mạnh. Sau đó các mẹ sẽ đậy nắp lại và các mẹ bật nguồn điện. Sau khi các mẹ đã cắm nguồn điện thì màn hình đang ở chế độ off. Ở đây thì các nút đó là nút chọn chế độ. Ở đây là nút hẹn giờ, trừ và cộng, tăng giảm thời gian nấu. Ở phần 4 góc này có 4 cái chữ hiện đèn sáng. Ở đây sẽ là hiện đèn sáng của nấu cháo. Chế độ này là chế độ nấu và hầm. Chế độ này là chế độ hấp. Và chế độ này là chế độ hẹn giờ. Để chọn chế độ thì các mẹ sẽ bấm nút này. Ở đây mình đang chọn chế độ nấu cháo. Để tăng hoặc giảm mình sẽ bấm cộng trừ. Khi muốn chuyển chế độ các mẹ sẽ bấm nút chế độ và để chọn chuyển sang chế độ đó. Khi các mẹ muốn chọn hẹn giờ, có nghĩa là nấu sau 2 giờ hoặc 3 giờ tới chẳng hạn, thì sau khi màn hình đang ở chế độ off, các mẹ sẽ bấm nút hẹn giờ. Màn hình đang hiển thị 2 giờ, mặc định là nấu sau 2 giờ tới, thì các mẹ có thể tăng hoặc giảm cái thời gian hẹn giờ này mình mong muốn. Ở đây mình đang muốn nấu sau 1,5 giờ chẳng hạn, thì mình sẽ chọn 1,5 giờ.
Sau đó các mẹ sẽ bấm nút chọn chế độ để chọn cái chế độ nấu mà mình mong muốn. Lưu ý là khi hẹn giờ thì đèn hẹn giờ phải sáng. Còn nếu như mà mình muốn hủy chế độ hẹn giờ thì mình sẽ bấm vào nút hẹn giờ để hủy. Khi mà màn hình đã chọn, mình đã chọn xong nút hẹn giờ đang sáng và chọn được chế độ rồi, thì sau 10 giây màn hình sẽ quay trở lại về cái thời gian mà mình đã hẹn giờ và bắt đầu đếm ngược hết cái thời gian mà mình đã chọn để hẹn giờ, và nồi sẽ bắt đầu quay trở lại để nấu sau cái thời gian mình đã đặt như thế. Với cái thời gian, với chế độ nấu mà mình đã chọn để hủy cái hẹn giờ này thì mọi người sẽ bấm nút off để hủy. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện nấu cháo trong 3 giờ. Sau đó thì mình sẽ chờ đợi sau 3 giờ để xem cái kết quả, thành quả của cái món cháo này nó như thế nào nhá. Đối với cái nồi này thì các mẹ sẽ không cần phải đứng canh hay là đứng sợ nó trào, sợ nó cháy hoặc hết nước. Mà khi nếu như mà mình trong quá trình nấu nó mà hết nước thì nó sẽ tự động báo và tự động ngắt để mình biết và mình thêm nước vào bên trong mình nấu cách thủy. Còn bây giờ thì mình sẽ chờ đợi xem sau 3 giờ thành quả của cái sản phẩm này nó như thế nào. Các mẹ hãy cùng đón chờ nhé. Đây là thành quả sau khi mình đã nấu cháo bằng nồi be dung tích 1,2 lít sau 3 giờ. Cháo rất là nhừ, nhuyễn và ngon. Hạt đậu này thì các mẹ chỉ cần dùng thìa và dằn nát ra nó sẽ nát, và cho gia vị và dầu ăn vào để cho bé ăn. Video hướng dẫn sử dụng nồi be đến đây là kết thúc. Xin chào các mẹ.